Em xin chào các bác ạ. Đây là hai mẫu quạt cây 12V, bên em vừa về số lượng để phục vụ anh em kết hợp với các hệ thống điện mặt trời 12V hoặc là để sử dụng khi mất điện các bạn. Là hai mẫu quạt rất là thông dụng và rất thịnh hành các bác nhé. Gồm một mẫu quạt cây điện cơ 1991, sải cánh 40cm và một mẫu quạt cây hai nguồn điện sải cánh 45cm. Sau đây thì bên em sẽ báo giá lại để anh em đang cần mình có thể tham khảo. Đầu tiên là cái mẫu quạt điện cơ 1991 này. Cái mẫu quạt này thì nó chỉ tranh nhau với một số cái hãng khác chỉ khoảng 15-20 nghìn thôi, nhưng mà cái chất lượng nó khác hẳn các bác nhé. Đầu tiên là về cái hình thức thì cũng đẹp này. Động cơ thì động cơ dây đồng các bác nhé, nên rất là bền, và kể cả chất liệu nhựa các bác nó cũng rất là dày dặn. Quạt cây 1991 này, sải cánh 40cm thì giá là 265.000 các bác nhé, 265.000 một cái các bạn. Các bác cứ kẹp trực tiếp vào bình ắc quy như thế này là sử dụng thôi, không cần qua thiết bị trung gian gì hết các bạn. Thế là khi mất điện anh em dùng rất là tiện, hoặc là anh em hay sử dụng ở những khu vực không có điện, như là anh em đi cắm trại hoặc là những anh em bán hàng ở vỉa hè, bán hàng ở những khu vực không có điện, thì anh em cứ kẹp vào như này thôi, cần một cái bình ắc quy nho nhỏ dùng thoải mái các bạn. Đấy, cực kỳ là an toàn. Quạt đầy đủ chức năng đảo gió các bác nhé, đảo hướng được. Tại vì trên thị trường thì có nhiều mẫu thì người ta không thiết kế cái đảo hướng đâu. Có thêm cái này thì nó cũng tiện rồi. Sẽ quay kỹ vào hình thức để anh em xem nhé. Nói chung là về cái kích thước thì nó không khác gì là cái quạt cây chạy điện 220 được các bạn, cùng kích thước đâu. Để em sẽ quay kích thước để anh em xem. Đây là cái dòng size to rồi các bác nhé. Loại này thì nó sải cánh 45. Tiếp theo là cái quạt hai nguồn điện này. Cái quạt hai nguồn điện này thì thay vì anh em bỏ tiền ra mua hai cái, nó rất tốn diện tích và cũng tốn kém nữa, thì anh em mua một cái quạt này. Nhất là những anh em đang thiếu quạt điện này, thì mình mua một cái quạt này về, nó tiết kiệm diện tích cho anh em. Khi nào mất điện thì anh em cứ kẹp vào bình ắc quy, còn có điện thì anh em cứ dùng điện 220 như này thôi, dùng hàng ngày. Nói chung là cái mẫu quạt này rất là thực dụng các bác nhé. Cái quạt cây sử dụng hai nguồn điện sải cánh 45cm này giá là 480.000 các bác nhé, giá vẫn như năm ngoái được, 480.000, cũng đầy đủ chức năng đảo hướng. Với giá 480.000 thì ngoài ra thì nó còn có thêm một số cái tính năng khác nữa là nó chiếu sáng các bạn. Cái này nó thiết kế tới 14 con chip LED này, nói chung là nó rất là sáng các bác nhé, nó khá là sáng đấy ạ, đủ để anh em dùng khi mất điện. Ngoài ra thì còn có thêm cái cổng sạc, đây là cổng sạc trực tiếp sạc điện thoại các bạn, anh em có thể sạc điện thoại. Cái núm chỉnh này thì cũng rất là thời trang và khá là bền, nó núm chỉnh này bền hơn là cái núm kia, núm vặn này nó khác, vặn này cũng bền lắm. Nói chung là với cái giá thành nó cao hơn thì chắc chắn là nó sẽ chất lượng hơn các bác. Và cái kích thước kích cỡ của nó cũng to hơn nữa. Đấy, các bác nhìn này, con này thì gió rất mạnh, anh em cần gió nhiều ấy, dùng cho nhiều người thì có thể là mua cái mẫu này. Ngoài ra thì nó còn dùng hai nguồn điện thì khá là tiện. Đây, ví dụ như là đây, em sẽ bỏ ra. Đây, nó đang dùng nguồn điện 12V các bạn. Thì cái nguồn điện 12V này nó an toàn rồi, và anh em sử dụng dễ, không cần qua thiết bị trung gian đâu. Anh em cứ kẹp vào thôi, kẹp đúng âm dương các bạn nhé. Đây, kẹp đúng âm dương vào cái bình ắc quy. Thì bình ắc quy thì tùy nhu cầu anh em sử dụng thôi. Anh em dùng nhiều thì mua bình to, còn dùng ít thì mua bình nhỏ. Nhưng với cái bình 25A này thì anh em thoải mái chạy cả đêm không hết điện. Đây, ví dụ như là bình thường nó có điện thì anh em cứ dùng cắm một điện bình thường như này. Đấy. Riêng cái mẫu này các bác nhé. Mẫu này thì nó dùng hai nguồn điện. Còn riêng cái mẫu này thì nó chỉ là dùng nguồn điện 12V thôi các bác nhé. Đấy. Thì nhu cầu anh em cần cái nào thì mình mua cái đấy. Nếu anh em đã đủ cái quạt mà sử dụng nguồn điện 220 rồi thì mình chỉ mua cái quạt này thôi. Nó chỉ dùng nguồn điện 12V thì anh em
mua về để mình dự phòng khi mất điện. Còn con này thì nó thực dụng các bạn, con này thì khá là thực dụng này, vừa có thể sử dụng nguồn điện 220 như thế này. Mất điện thì anh em lại kẹp vào ắc quy để chạy. Đây, các bạn có kẹp như này dễ đấy các bạn. Khi mà giao hàng tới anh em ấy thì những cái bộ này nó được tháo rời linh kiện thôi, anh em về sẽ phải lắp ráp lại, vận chuyển nó an toàn quá. Kể cả anh em ra ngoài mua mới cũng vậy, có nhiều cửa hàng người ta lắp sẵn, nhiều cửa hàng thì người ta bán trong hộp, anh em về phải lắp, nó khá là dễ thôi. Nói chung là ngoài quạt cây 12V ra thì bên em còn quạt trần các bác ấy, quạt trần 12V. Anh em cần quạt trần lắp cho gọn thì bên em có quạt trần sải cánh 1m25 và quạt trần sải cánh 1m4. Đây đều là hai cái mẫu quạt trần công suất lớn, còn loại nhỏ hơn bên em không làm, chỉ làm những cái quạt mà nó tương đương quạt quạt điện lưới thôi. Thiết bị thiết yếu sử dụng nguồn điện 12V thì ngoài ra em còn có bóng điện hoặc pha led 12V các bác nhé. Đấy. Quạt và bóng điện thì gần như là những thiết bị rất thiết yếu rồi, mất điện anh em đều phải sử dụng. Dưới đây là toàn bộ chi tiết sẽ được tháo rời khi gửi tới các bác ạ. Tháo rời như này đóng hộp thì nó sẽ rất là an toàn các bác nhé. Về thì anh em sẽ phải ráp lên ạ. Nói chung là nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, đây là bộ 1991 này, còn bên kia là bộ hai nguồn điện các bác ạ.